eu tính kế cấm hoàn toàn dầu nga mỹ lo làm vậy càng làm moscow giàu hơn các biện pháp trừng phạt của eu đòi hỏi sự nhất trí và một số quốc gia bao gồm cả đức và hungary đã phản đối các động thái cấm hoàn toàn dầu khí của nga eu cân nhắc lệnh cấm theo japan times các quan chức mỹ và liên minh châu âu đang đàm phán về các bước mà eu có thể thực hiện nhằm hạn chế nhập khẩu dầu từ nga và cắt giảm thu nhập mà moscow kiếm được từ việc bán năng lượng những lựa chọn được thảo luận bao gồm lệnh cấm, đặt trần giá và thay đổi cơ chế thanh toán để khấu trừ doanh nghiệp mà Nga có được kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Một nguồn tin giấu tên cho biết, mục tiêu của cuộc đàm phán là tìm ra cách để hạn chế các chiến lược của Tổng thống Nga Putin càng chặt càng tốt. Một mối quan tâm lớn của Mỹ là việc EU ra lệnh cấm hoàn toàn dầu của Nga có thể khiến giá cả tăng vọt và mang lại cho điện Kremlin nhiều doanh thu hơn nữa. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng lệnh cấm hoàn toàn có thể gây ra tổn hại nặng nề cho nền kinh tế châu Âu và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Nga như kỳ vọng. Cho đến nay, Nga đã chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ, các quốc gia châu Âu và các nền quốc gia khác bao gồm Nhật Bản áp đặt, trong khi đó đồng rúp đã phục hồi phần lớn giá trị mà nó đã mất kể từ sau khi chiến dịch quân sự của Điện Kremlin. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga đã chịu một chấn động đáng kể và Ngân hàng Trung ương Nga đã cảnh báo về suy thoái sâu và kéo dài. IMF tuần qua dự báo GDP của Nga năm nay sẽ giảm 8,5%. EU hiện đang thực hiện gói trừng phạt thứ 6 và cũng đang xem xét các biện pháp tiềm năng khác nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga như hạn chế đối với một số mặt hàng dầu và đánh thuế nhập khẩu. Nhà ngoại giao hàng đầu của khối, Joseph Borrell, nói với truyền thông Tây Ban Nha vào hôm 22 tháng 4 rằng không có đề xuất nào trong số các đề xuất này có được sự ủng hộ đầy đủ của các nước thành viên EU. Các biện pháp trừng phạt của EU đòi hỏi sự nhất trí và một số quốc gia, bao gồm cả Đức và Hungary, đã phản đối các động thái cấm hoàn toàn dầu khí của Nga. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ đang tiếp tục trao đổi với các đồng minh châu Âu về các chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Vấn đề khi ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga một quan chức cho biết EU có thể bắt đầu đưa ra các đề xuất để các nước thành viên thảo luận sớm nhất vào tuần tới. Theo các nguồn tin, việc đạt được sự đồng thuận về lệnh cấm hạn chế đối với dầu thô sẽ dễ dàng hơn là hạn chế nhập khẩu từ dầu diesel và các sản phẩm khác. EU trả cho Nga khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày để cung cấp năng lượng, trong khi Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga vào tháng trước. Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết trong một cuộc điều trần trước Quốc hội rằng Lập một tài khoản ủy thác cho tiền thu được từ việc bán dầu và khí đốt của Nga là một ý tưởng đáng để nghiên cứu trong nỗ lực hạn chế doanh thu của Moscow. Estonia đã đưa ra một đề xuất tương tự, đề nghị các quốc gia EU giữ lại và đóng băng một phần doanh thu năng lượng của Nga trong một tài khoản riêng biệt cho đến khi Điện Kremlin rút quân. Dầu của Nga xuất khẩu sang châu Âu ở cả dạng dầu thô được chế biến tại các nhà máy lọc dầu ở châu Âu để làm nhiên liệu và dưới dạng thành phẩm, trong đó quan trọng nhất là dầu diesel. Vì các nhà máy lọc dầu ở miền Đông Đức, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Cộng hòa Séc được kết nối với một hệ thống đường ống chính chở dầu thô từ Nga, nên việc ngừng cung cấp dầu thô sẽ vô cùng khó khăn đối với một số quốc gia. Ba Lan đã thực hiện các bước để loại bỏ dầu thô của Nga, ký một thỏa thuận cung cấp lớn với Ả Rập Xê Út vào tháng 1. Nhưng việc dừng dòng dầu thô của Nga một cách đột ngột có thể là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở những khu vực rộng lớn của Đức. Việc ngừng nhập khẩu nhiên liệu diesel của Nga sẽ gây ra nhiều vấn đề khác nhau. Thị trường dầu diesel của châu Âu vốn đã rất hẹp trước chiến dịch quân sự của Nga và việc cắt nguồn cung chính khoảng 20% lượng dầu diesel nhập khẩu của EU đến từ Nga chắc chắn sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Bundesbank cho biết kinh tế Đức có thể giảm dần 2% trong năm nay nếu cuộc chiến ở Ukraine leo thang và lệnh cấm vận đối với than, dầu và khí đốt của Nga dẫn đến những hạn chế đối với các nhà cung cấp điện và ngành công nghiệp mức độ sẵn sàng của các nước EU trong việc cắt đứt nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Liên minh châu EU đã thảo luận về một vòng trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, lệnh cấm vận dầu và khí đốt của Nga có thể gây chia rẽ cho EU. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell cho biết EU đã nhập khẩu 35 tỷ euro năng lượng từ Nga kể từ khi xung đột quân sự xảy ra năm 2021. EU nhập khẩu khoảng 40% khí đốt và 25% dầu từ Nga. EU có kế hoạch cấm hoàn toàn việc nhập khẩu than của Nga, nhưng lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ tháng 8 và giá trị của than kém xa so với dầu và khí đốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và đưa ra thời hạn chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt từ nước này. Một số quốc gia EU đã đưa ra lời phản hồi đề nghị của Ủy ban châu EC về việc loại bỏ dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga áo, áo đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Nếu các biện pháp trừng phạt này gây ảnh hưởng đến bản thân chúng ta nhiều hơn so với các lệnh trừng phạt khác, tôi nghĩ rằng đó không phải là hướng đi đúng đắn, bộ trưởng tài chính áo Magnus Bruno nói. Thủ tướng áo Can hy vọng EU sẽ có thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga. Nhưng ông bảo vệ sự phản đối của một quốc gia đối với việc cắt nguồn cung khí đốt từ Moscow. Bỉ Thủ tướng bị Alexander De Croo đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nhằm vào Nga để gây ảnh hưởng đến Điện Kremlin. Ông De Croo nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuyển đổi năng lượng và chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, song không kêu gọi lệnh cấm vận. Các biện pháp trừng phạt đưa ra luôn có tác động nhiều hơn đối với Nga so với chúng ta, nhà lãnh đạo Bỉ nói. Bulgaria, Bulgaria phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và thỏa thuận với tập đoàn khí khổng lồ Gazprom cung cấp gần như tất cả các nhu cầu của đất nước. Tuy nhiên vào tháng 3, chính phủ Bulgaria cho biết sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán về việc gia hạn hợp đồng 10 năm sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 để phù hợp với chiến lược của EU. Phó Thủ tướng Bulgari Asen Vasilev nói rằng nước này sẽ xem xét các nguồn cung thay thế khác. Một đường ống mới với Hy Lạp sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022 và Bulgari đã đạt được thỏa thuận nhận thêm khí đốt từ Azerbaijan. Cộng hòa Séc, theo Hội đồng Phân tích Kinh tế Pháp, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia EU bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng Nga. Các chuyên gia cho rằng, một lệnh cấm hoàn toàn năng lượng của Nga có thể tác động đến 1% sản lượng kinh tế của Cộng hòa Séc. Chính phủ Séc cho biết, họ đang lên các kế hoạch dự phòng cho tất cả các tình huống, bao gồm cả trường hợp nguồn cung năng lượng từ Nga bị cắt. Đan Mạch, Đan Mạch là một trong những quốc gia châu Âu đi đầu trong việc kêu gọi chuyển đổi xanh để chấm dứt sự phụ thuộc của lục địa này vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Đan Mạch cũng đang tìm kiếm các nguồn cung cấp khí đốt thay thế. Dự án Baltic Pipe, một đường ống dẫn khí đốt kết nối các mỏ ở thềm lục địa Na Uy ở biển Bắc với Ba Lan qua Đan Mạch, sau 9 tháng bị đình chỉ do lo ngại về tác động đối với động vật hoang dã, đã được tiếp tục cấp giấy phép xây dựng sau khi Nga triển khai hoạt động quân sự tại Ukraine. Pháp, so với các nền kinh tế lớn khác của châu Âu, Pháp không phụ thuộc nhiều vào khí đốt và dầu mỏ của Nga. So với Đức và Italy, những nước nhập khẩu từ 40 đến 50% khí đốt từ Nga thì phần khí đốt của Nga tại Pháp là 25%, nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Pháp là Na chiếm 35%. Pháp đã thể hiện sự ủng hộ việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire nói với CNN rằng nước này sẵn sàng đi xa hơn và quyết định lệnh cấm đối với dầu Nga. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, là một trong những quốc gia dè dặt nhất trong việc xem xét lệnh cấm vận toàn bộ đối với năng lượng của Nga. Thủ tướng Olaf Scholz đã cảnh báo việc cắt giảm đột ngột năng lượng Nga sẽ khiến toàn bộ châu Âu rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước này đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ khi xảy ra chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Robert Habeck cho biết nhập khẩu dầu của Nga từ Đức đã giảm từ 35% xuống 25% và nhập khẩu khí đốt giảm từ 55% xuống 40%. Ireland Ireland không bị phụ thuộc trực tiếp vào năng lượng của Nga. Nước này không nhập khẩu bất kỳ khí đốt tự nhiên nào từ Nga vì có mỏ riêng ở ngoài khơi County Mayer. Phần khí đốt còn lại chiếm khoảng 70% được nhập khẩu từ Anh. Một phần do không phụ thuộc vào năng lượng của Nga, chính phủ Ireland đã có lập trường kiên quyết chống lại Moscow, ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU. Ireland đã ủng hộ mạnh mẽ việc cắt bỏ tất cả năng lượng nhập khẩu từ Nga. Italy, Italy, một nền kinh tế lớn khác của EU, đang gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong những năm qua, khi nước này chuyển hướng từ bò than đá. Các quan chức Italy cho biết, Nga cung cấp 38% lượng khí đốt tự nhiên được sử dụng cho điện và cho ngành công nghiệp nặng, bao gồm cả các nhà máy thép và giấy. Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio, người đã đi đến các nước sản xuất năng lượng để tìm kiếm giải pháp thay thế, nói rằng Italy không thể phủ quyết các lệnh trừng phạt liên quan đến khí đốt của Nga. Ngày 11 tháng 4, Italy đã ký một thỏa thuận với Algeria để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Algeria hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của Italy, cung cấp 21 tỷ mét khối khí đốt cho nước này. Các nước Baltic, Estonia đã đồng ý cắt tất cả nguồn cung khí đốt và dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay. Điều này thống nhất với các nước Baltic khác là Litva, Latvia, những quốc gia tuyên bố đã ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga. Kể từ đầu tháng 4 năm nay, Latvia tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt và dầu nhập khẩu của Nga. Chính phủ nước này đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt liên quan đến năng lượng đối với Nga. Thủ tướng Latvia Ato Karin cho biết các nước EU khác nên coi các lệnh trừng phạt như một cách để ngăn chặn cuộc chiến tại Ukraine ngày 2 tháng 4, Latvia cho biết đã ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga, trở thành quốc gia đầu tiên trong EU cắt đứt liên kết năng lượng với Moscow. Theo Bộ trưởng Năng lượng Dainius Gravis, Litva là quốc gia EU đầu tiên giành được độc lập khỏi khí đốt của Nga. Luxembourg Luxembourg hiện đang bị chia rẽ về việc có nên tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu của Nga hay không. Tuy nhiên, Luxembourg cho rằng họ đã chuẩn bị cho một lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga có thể xảy ra trên toàn EU. Trong một tuyên bố chính thức, chính phủ Luxembourg cho biết phải giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và không nên loại trừ biện pháp trừng phạt nào. Hà Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố, Hà Lan không thể cắt đứt tất cả nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Nói rằng họ cần nguồn cung cấp và đây là sự thật rất khó khăn. Mặc dù Hạ viện đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhập khẩu năng lượng của Nga, báo chí của Hà Lan cho rằng quyết định này sẽ tàn phá đến nền kinh tế nước này. Chính phủ Hà Lan cho biết họ sẽ đưa ra kế hoạch trước cuối tháng 4 để loại bỏ dần khí đốt, dầu và than của Nga. Hà Lan cũng nhấn mạnh các biện pháp mà nước này đã thực hiện nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga như tổ chức chiến dịch tiết kiệm năng lượng.